Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi giới thiệu tiết nhạc cho quý vị nghe một đôi loa đến từ hãng Korin. Và cái model này là model trong cái series cao nhất của Korin XV nha quý vị, XV7 nha. Cái dòng X7 này thì rất là nặng nha quý vị. Trong một rất là to đây. Nó nặng lên tới 27 kg trên một thùng. Trở kháng 8 ohm, độ nhạy lên tới 117 dB nha. Công suất dao động từ 120 lên tới 240W trên một loa nha. Quý vị nhìn nói chung là các tiếng loa còn rất là đẹp nha quý vị. Thùng thì nói chung là còn tương đối. Còn các tiếng loa, ba loa rất là đẹp luôn. Bát mic track bên nào cũng đẹp hết. Và bát này là bát 3 tấc nha quý vị. Gân vải nha. Gân vải nguyên của dòng này thì còn đây. Mic. Đây, mic đơm, trép nè quý vị. Mic phía trép cũng rất là lớn luôn. Mic phía trép thì nó còn thêm hai cái lưới bảo vệ phía trong, lưới sắt bảo vệ phía trong nữa. Bên đây là hai nấm chỉnh mic trép nè. Dòng này được đánh giá nghe nhạc cũng khá là hay quý vị. Quý vị thấy cái đây nè, cái phần kim loại nè cũng còn rất là mới luôn nha. Rất là mới nha quý vị. Lưới đây. Lưới thì đây nè quý vị, Korin nè quý vị. Lưới thì một bên nha, mắc tem rồi, một bên không còn tem nha. Lưới có lủng nha quý vị. Lưới thì lưới nguyên đây, mình chưa có bọc lại lưới nha quý vị. Và mức giá ngày hôm nay mình bán cái cặp này chỉ có 9.300.000 thôi. Một mức giá nói chung là mềm chưa từng có nha quý vị. Quý vị thấy cái những cái phần kim loại sướng này nè, còn rất là đẹp luôn nha quý vị. Đẹp loa bên nào cái quý vị thấy quá trời đẹp luôn. Chiều cao của đôi loa này là 71, chiều rộng 39 và chiều sâu là 30 nha. Khá là nặng nha quý vị. Loa này là màu gỗ canh gián nè. Đây. Để mình quay lại phía sau để quý vị nhìn nhé. Dòng này là dòng loa có trái phải. Đây quý vị nhìn cái trạm gắn nè. Cái trạm gắn này quý vị mà làm mất đi thì không có cái trạm nào mà giống như thế này để thay thế, trừ khi chúng ta lấy một cái trạm mở cái loa này bỏ vào thôi nha quý vị. Đây Korin model X7 nha. Có số series luôn nè, made in Japan nha quý vị. Dòng này nó được bán vào những năm 80 quý vị. Quá trời nặng luôn. Korin X5 thì nó đời em của đời này, nó ra trước. À đời anh, nhưng mà nó ra trước thì nó nhỏ hơn. Nó sau đầm X7, nó lên X7 thôi. Đi coi cái số series coi. Số series nó in vào đây luôn nha, vào cái tem bạc này luôn nha quý vị. Loa này là dòng đời cao của Korin nè. Quý vị nào mà thích Korin thì chắc chắn sẽ biết cái trong cái series X này, X5, X7, X3. Và mức giá 9.300.000 nha quý vị. Dòng này tới là bên tết nhạc cho quý vị nghe luôn. Rất là khủng. Và quý vị đừng quên là mình vẫn bán USB bộ cứng chép nhạc sẵn. USB với dung lượng 128GB mình bán 800.000 nha quý vị. Ở trong đây là nhạc bolero trữ tình. Nói chung là các tiếng loa rất là đẹp, còn thùng thì tương đối nha quý vị. Đây, thùng thì tương đối nha. Đó. Rất là đẹp, phía trước quý vị nhìn cái mặt trước của nó rất là đẹp luôn. Cái kiềng kim loại nó không có bị ten gì hết nha, còn rất là sáng luôn nha quý vị. Loa trái phải rõ ràng nha. Lưới thì một bên mắc tem rồi, lưới thì nó có bị lủng nha quý vị, thì mình không có bọc lại, mình để cái lưới nguyên của nó như thế này bán luôn nha. Với mức giá 9.300.000 có một cặp thôi nha. Và bây giờ mình test nhạc luôn. Thank you.
Thank you.